bắt gặp Hồng Đăng đi cà phê cùng vợ ở Hà Nội sau khi trở về từ Tây Ban Nha. Vừa mới về nước, Hồng Đăng và vợ đã hâm nóng tình cảm. Mới đây, clip Hồng Đăng và vợ đi cà phê ở Hà Nội khiến dân tình bất ngờ. Nam diễn viên đeo kính đen, ngồi một góc ban công cùng vợ ngắm phố phường và tâm sự chuyện tình cảm. Anh trở về nước sau thời gian dài kẹt tại Tây Ban Nha cùng nhiều tin đồn không hay. Dù gây bão mạng xã hội nhưng Hồng Đăng vẫn không lên tiếng mà chọn cách im lặng, bình thản bên vợ. Có thể thấy thái độ của Hồng Đăng và vợ vẫn khá vui vẻ sau những ồn ào trên mặt báo. Cả hai nhẹ nhàng ngồi bên nhau, không có tiếng cãi cọ như nhiều người suy đoán. Còn Hồ Hoài anh vẫn bật vô âm tín, chưa xuất hiện. Trước đó, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đơn vị mà Hồ Hoài Anh đang giảng dạy cho biết chưa liên lạc được với anh. Chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh công tác để liên lạc yêu cầu trình diện ở trường vào ngày 15 tháng 8, ông Lê Anh Tuấn cho biết. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội phủ nhận thông tin buộc diễn viên Hồng Đăng thôi việc vì mọi chuyện vẫn còn phải chờ anh giải trình cụ thể. Trong luật viên chức quy định, viên chức vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới buộc thôi việc. Chúng tôi phải đợi Hồng Đăng giải trình, xem tòa đã xử chưa. Nếu Hồng Đăng được xử trắng án, bị vu cáo thì sao? Chúng tôi không chủ quan, chụp mũ đuổi việc nghệ sĩ ngay được. Còn vi phạm quy định đi nước ngoài không xin phép thì Hồng Đăng bị khiển trách, cảnh cáo thôi. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nói.